tại sao Thu lại không ăn cơm trắng để chống lão hóa da? Xin chào, nếu như bạn đang chuẩn bị bước vào độ tuổi 30 hay là đã vừa bước qua độ tuổi 30 rồi thì sẽ thấy là cơ thể mình rất khác so với hồi 20 tuổi. Có thể là cảm thấy mình không còn sung sức như hồi 20 tuổi nữa và da bắt đầu xuất hiện những cái nếp nhăn này, sạm nám và chảy xệ nhiều hơn. Đấy chính là những cái việc mà rất là đáng sợ khi mà phụ nữ sắp đối mặt ở trong độ tuổi 30. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn xem video của mình thì mình xin tự giới thiệu, mình là Thu, bác sĩ da liễu thẩm mỹ. Và với hơn 5 năm kinh nghiệm của mình thì mình đã giúp cho hàng nghìn chị em trở nên xinh đẹp và rạng rỡ hơn mỗi ngày. Khi mà mình ở độ tuổi 20 ấy, thì da mình luôn luôn căng bóng và không cần dùng nhiều mỹ phẩm. Thậm chí là có những bạn là da cực kỳ đẹp mà chỉ rửa mặt hàng ngày thôi, không cần làm gì cả nó vẫn đẹp. Đó thì thực sự ra là độ tuổi cái tuổi trẻ đó là một cái vốn rất là quý mà ông trời trao cho mình. Nhưng mà đến năm 30 tuổi thì mình bắt đầu cảm thấy là tuổi già sồng sập ập đến rồi, da không còn căng bóng như hồi 20 nữa. Sức khỏe thì giảm sút, khô hạn nhiều hơn và da thì bắt đầu là xuất hiện những cái thâm nám ở vùng gò má hai bên này, da trùng nhão chảy xệ hơn và đặc biệt là xung quanh mắt này. Thì bắt đầu xuất hiện những cái nếp nhăn li ti. Và khi mà mình cười ấy, thì bắt đầu xuất hiện những cái nếp chân chim ở vùng đôi mắt rồi. Kể cả có trang điểm đi chăng nữa thì cũng không thể che giấu hết được. Bởi vì là có thể là che giấu được sắc tố da, nhưng mà cái phần mà bị nhăn ấy, hay là bị chảy xệ ấy, thì nó còn lộ rõ hơn. Bởi vì là những cái phần nó sẽ đọng ở những cái nếp đứt gãy trên da như thế. Vậy thì làm thế nào để mà có thể đẩy lùi được cái quá trình lão hóa hay làm chậm lại quá trình lão hóa? Giả sử như là khi mà đi học lớp chẳng hạn, Thu cảm thấy là nếu mà đi học lớp mà cảm thấy mình kiểu xinh đẹp hơn ấy và nhìn vẫn còn trẻ trung hơn tuổi thì rất là sung sướng, rất là hãnh diện. Là vì nếu mọi người khen thì ôi dạ, nhìn mày vẫn còn trẻ thế, không khác gì hồi đi học thì thấy sướng đúng không? Hay là khi mà đi cùng bạn bè ra đường mà cứ ai xinh, ai đẹp, ai trẻ là sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn. Đó, thì Thu đã từng nghiên cứu rất là nhiều làm thế nào để có thể làm chậm lại quá trình lão hóa cũng như là có thể là đẩy lùi quá trình lão hóa. Và có rất là nhiều phương pháp khác nhau, ví dụ như là bôi những cái sản phẩm chống lão hóa da này, hay là uống collagen này, đó, rồi là sử dụng tế bào gốc. Nhưng mà có một cái việc mà Thu cảm thấy hơi bị kỳ lạ, đấy chính là trong một số những cái báo cáo mà Thu đọc được thì kết luận là không nên ăn quá nhiều tinh bột nhanh. Cụ thể ở đây là không nên ăn cơm trắng, vì ăn cơm trắng sẽ làm quá trình lão hóa trở nên là nhanh hơn và trầm trọng hơn. Thì Thu cũng rất là ngạc nhiên và sau đó là Thu cũng tìm hiểu về cái vấn đề này. Thì Thu phát hiện ra là trong cơm trắng có một số, tức là trong cơm trắng nó là tinh bột nhanh, và khi mà chúng mình ăn cơm hay là bún hay là phở, đấy đều là những cái loại tinh bột nhanh. Và cơ thể của mình thì cơ thể mình ngay lập tức tăng rất là nhanh cái lượng insulin trong cơ thể lên để đối kháng lại với cả cái phần mà đường tăng nhanh trong máu. Và khi đó thì là da của mình nó sẽ làm tăng sản xuất bã nhờn, gây ra tình trạng là da thô và lỗ chân lông to hơn, dễ bị oxy hóa và lúc nào nhìn da mình nó cũng sạm sạm trở lại, một khía cạnh. Còn một cái khía cạnh thứ hai đấy chính là khi mà chúng ta ăn cơm trắng hay là nạp quá nhiều tinh bột đường vào thì trong cơ thể xảy ra một quá trình gọi là glycation. Có thể các bạn rất là xa lạ với cả cái thuật ngữ glycation này, tại vì nó thật sự không phổ biến. Chỉ những cái người nào mà thực sự là đào sâu và nghiên cứu vào chế độ ăn uống làm thế nào để đẹp da đẹp dáng thì mới biết đến cái quá trình đường hóa này thôi. Quá trình đường hóa xảy ra rất là phức tạp, nhưng mà nói chung là sau một quá trình dài lăng hoàng thì cái sản phẩm cuối cùng của nó là AGE. Đây là một chất oxy hóa rất là mạnh, và vì nó là một chất oxy hóa làm rất là mạnh, nó làm cho cơ thể tốn rất là nhiều những cái ion âm và những cái chất chống oxy hóa để trung hòa lại nó. Và đồng thời là cái EGA này nó lại ái lực rất lớn với các loại protein trong cơ thể mình, và đặc biệt là đáng sợ là nó ái lực rất là lớn với cả protein và đặc biệt là nó rất là dễ gắn kết với cả collagen và elastin trong da, vì hai loại này đều là hai loại protein ở trên da. Khi mà được gắn vào cùng với cả ACE thì nó sẽ trở nên bất hoạt. Khi bất hoạt thì da trở nên trùng nhão chảy xệ và có những cái nếp nhăn rất là xuất hiện rất là nhanh. Do đó là khi mà trong chế độ ăn hàng ngày thì ở một số chuyên gia lớn ở trên thế giới thì họ thường là cắt giảm những cái phần tinh bột nhanh đi.
Nhưng mà ở Việt Nam thì là một đất nước nông nghiệp, Việt Nam xuất khẩu gạo đứng ở trong top đầu thế giới. Do đó là trong những cái bữa ăn hàng ngày thì cơm trắng là một điều không thể bỏ qua được, không thể thay thế được. Người Việt Nam thường ăn có thói quen là ăn đến 80% là cơm mỗi ngày. Đấy, mỗi bữa ăn hàng ngày là ăn đến 80% cơm. Do đó là cái việc mà những cái người mà ăn cơm nhiều, những người ăn tinh bột nhiều, hấp thụ nhiều đường và tinh bột ý, thì già rất là nhanh hơn so với những người mà có chế độ ăn lành mạnh. Chế độ ăn lành mạnh ở đây là gì? 40% tinh bột, 40% chất đạm và 20% còn lại sẽ là chất xơ gồm hoa quả, trái cây, vitamin. Có những cái người mà người ta ăn hoàn toàn là ăn thực vật ý, thì người ta trẻ rất là lâu. Đấy chính là lý do vì sao mà Thu khuyên mọi người là giảm bớt cái phần tinh bột lại. Vậy thì ăn như thế nào cho đúng? Khi mà chúng ta chỉ có 40% là lượng tinh bột thôi thì chúng ta tăng khẩu phần rau xanh lên. Có thể là hàng ngày một người phụ nữ thông thường sẽ ăn từ 1 đến 2 bát cơm. Nhưng mà khi đó thì các bạn có thể là thay thế hoàn toàn hoặc là một phần những cái loại tinh bột nhanh bằng tinh bột chậm. Ví dụ những cái loại tinh bột chậm mà là ngô này, khoai này, sắn này, và đặc biệt có một cái loại gọi là siêu thực phẩm, đó chính là gạo nứt. Gạo nứt là một loại tinh bột rất là tốt cho cơ thể. Đầu tiên phải nói là hàm lượng tinh bột trong gạo nứt nhỏ hơn 20% so với trong những cái loại gạo bình thường. Thứ hai là trong gạo nứt có chứa rất là nhiều các loại vitamin và khoáng chất. Có một cái nghiên cứu mình sẽ để ở đây nha, là so sánh cái hàm lượng dinh dưỡng giữa gạo bình thường và gạo nứt, thì các bạn có thể thấy được là cái hàm lượng vitamin cũng như là khoáng chất của gạo nứt cao hơn so với cơm. Và đồng thời ở trong gạo nứt rất là giàu canxi, nó giúp cho hệ thống xương cốt của chúng ta khỏe mạnh hơn. Và một điều đặc biệt nữa đó chính là trong gạo nứt có flavonoid, đây là một chất chống oxy hóa cực kỳ mạnh và có thể giúp cho chúng ta là trẻ hơn. Đó, đấy là lý do vì sao mà Thu rất là mong muốn mọi người là thay đổi cái chế độ ăn uống hàng ngày của mình từ gạo trắng sang gạo nứt. Có rất là nhiều bạn bảo với Thu là ăn gạo nứt nó khó ăn lắm, nó cứng lắm, ăn xong đau dạ dày, không ăn được, với cả ăn kèm cơm nó cứ vô duyên, ăn kèm thức ăn nó cứ vô duyên ý. Thì thực ra đấy là do bạn chưa biết cách để chế biến thôi. Thu có một thói quen là trước khi mà Thu nấu cơm ý bằng gạo nứt thì Thu hay ngâm gạo nứt và để qua đêm. Khi đó là gạo nứt nó sẽ được hút nhiều nước và lúc mà mình nấu cơm nó sẽ mềm, nó bông và nó tơi hơn, nó dễ ăn hơn rất là nhiều. Và một cái điều lưu ý tiếp theo nữa là không chỉ cơm trắng có giàu tinh bột mà trong một số những cái loại đồ uống hay là những cái loại mà mình ăn vặt hàng ngày ý, ví dụ như là những cái bánh quy, bánh ngọt này hay là trà sữa này thì rất là giàu tinh bột, mà thậm chí không phải là chỉ tinh bột đâu, nó còn là đường nữa, đường bột và có chất béo nữa, rất là không tốt cho da. Do đó nếu như mà các bạn đã lỡ uống trà sữa hay lỡ ăn bánh rồi thì trong bữa ăn của mình thì mình cắt cái phần tinh bột đấy đi nha. Chúng mình phải làm sao để khéo léo để giảm bớt tinh bột trong bữa ăn. Đồng thời là nếu mà cắt được hết hoàn toàn trà sữa hay là những cái loại bánh ngọt thì càng tốt. Và hy vọng là qua video này thì các bạn đã biết là những cái lý do vì sao mà mình nên cắt giảm tinh bột, đồng thời là giúp cho các bạn hiểu rõ hơn là làm thế nào để có thể ăn uống khoa học. Mình xin kết thúc video ở đây, và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và comment cho Thu biết những cái vấn đề mà bạn đang quan tâm. Subscribe và ấn vào hình quả chuông nhỏ nhỏ để chúng mình gặp gỡ nhau được nhiều hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.